thì chúng ta chỉ cần ghi thôi. Bởi vì phân tích hôm qua hôm nay chúng ta đã phân tích rồi. Những cái sự khác biệt giữa thân ước và cựu ước thì chúng ta đã phân tích rồi. Ngày hôm qua chúng ta nói về luật của bình luật pháp đó, tình thể lộ tình yêu của Chúa, chúng ta cũng nói về luật của sự sống và luật của sự cầm sự tội sự chết rồi. Chia thành ba cột và nó tương ứng phần giữa là ở giữa là phần kinh thánh, phần lời kinh thánh, và bên cựu ước thì cái luật đó là luật gì, bên tân ước luật đó là luật gì đó. Phần kinh thánh này bên cựu ước nói về sự tầm buộc, nhưng mà bên tân ước là tự do để ta so sánh cái sự khác biệt giữa luật cựu ước và luật tân ước để cho chúng ta thấy được cái sự tốt lành của tân ước như thế nào. Roma đoạn 8 câu 1. Phần cựu ước nó theo xác thịt. Theo sao xác thịt. Tân ước là theo sao Thánh Linh. Roma đoạn 8 câu 5. Giác quan làm chủ tư tưởng.
Thanh Linh làm chủ tư tưởng. Đây, chúng ta viết xong cái này đi rồi chúng ta sẽ viết tiếp. Chúng ta viết xong chưa? Chỗ nào không, chỗ nào đọc không được thì nói bác sĩ đọc cho. Rồi tôi đọc cái chỗ Roma đoạn 6 câu 14 nha. Địa chỉ Kinh Thánh là ghi ở giữa nha. Roma đoạn 6 câu 14. Phần ở bên cựu ước là dưới luật pháp. Phần ở bên tân ước đó là dưới ân điển. Bôi viết xong luôn đi rồi bôi. Rồi Roma đoạn 8 câu 1. Roma đoạn 8 câu 1. Cựu ước đó là theo sau xác thịt. Tân ước là theo sau Thánh Linh. Roma đoạn 8 câu 5. Cựu ước là giác quan làm chủ tư tưởng. Tân ước là Đức Thánh Linh làm chủ tư tưởng. Ở đây là một cái bản so sánh thôi quý vị. Một bản so sánh giữa cựu ước và tân ước để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta đang ở trong thời ân điển của Chúa. Chúng ta có cái sự tuyệt vời như thế nào để chúng ta quý trọng điều đó và chúng ta tiếp tục chúng ta mạnh mẽ chúng ta bước đi theo. Còn cái nữa thôi à. Rồi cái cuối cùng nha. Roma đoạn 8 câu 29.
đoạn 12 câu số 2. Phần cựu ước thích ứng với thế gian. Phần tân ước thích ứng với Đấng Christ. Rồi, kết thúc cái chủ đề thứ 13. Xóa này để thôi, nhầm lẫn cái chúng ta lại viết thêm vòng nữa. Xong chủ đề thứ 13, cứ để luôn đi, mình sẽ đi tiếp chủ đề 14. Hôm nay chúng ta học buổi đứng mà.